Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1386 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email iv thi a gmail com hoặc là qua fanpage miso thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam bạn Nam này á nhà ở Hóc Môn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng là 6 câu chuyện. Ở tập ngày hôm nay thi sẽ kể xong 6 chuyện của bạn luôn. Tại vì 6 chuyện này á, câu chuyện nào câu chuyện nấy cũng ngắn thôi, cho nên thi sẽ không có chia ra để mà kể giống như là mấy chuyện của những bạn khác ha. Thì sáu câu chuyện này á đều là do người thân trong gia đình của bạn đã trải qua và đã chứng kiến kể lại cho con cháu nghe. Sáu câu chuyện này cũng đã xảy ra cách đây nhiều năm về trước. Câu chuyện đầu tiên xảy ra là vào năm 1983, thời điểm đó mẹ của bạn 14 tuổi. Bà ngoại của bạn kể rằng ngày xưa gia đình của bạn cũng sinh sống ở Hóc Môn, nhưng mà cho tới năm 1983 thì cả nhà của bạn đã chuyển lên Tây Ninh rồi mua đất cất nhà sống ở Tây Ninh ha. Thì lúc này bà cố ngoại của bạn, bà cố là mẹ của bà ngoại bạn á, có mở một cái quán để mà buôn bán tạp hóa cái quán tạp hóa quá này cách cái nhà chính của gia đình ở là tầm khoảng chừng một cây số thôi thì mỗi một ngày á buổi sáng bà cố của bạn sẽ đi ra ngoài quán tập quá mở cửa buôn bán cho tới chiều á thì bà cố sẽ đóng cửa quán rồi mới đi về nhà tắm rửa ăn uống ngủ nghỉ ở nhà qua hôm sau sẽ đi ra ngoài quán tiếp ha thì nói chung cuộc sống sinh hoạt cứ bình thường như vậy cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả nhưng mà cho tới một hôm cái ngày hôm đó cái lúc mà buổi trưa bà ngoại đem cơm ra cho bà cố á thì bà cố nói với lại bà ngoại rằng á chiều hôm nay má không có về đâu tối hôm nay má sẽ ngủ ngồi quán có gì á chiều chiều á nấu cơm xong rồi đưa đứa nào á đem cơm ra cho má ăn là được thì lúc đó bà ngoại cũng dạ xong rồi bà ngoại mới về nhà ha Chiều hôm đó sau khi mà bà ngoại nấu cơm Thì bà ngoại mới dở cơm mới kêu cậu Tư của bạn Lúc này cậu Tư khoảng 10 tuổi thôi Thì bà ngoại mới kêu cậu Tư á, là đem cơm ra cho bà cố ăn đi Rồi có gì á, tối cậu Tư ngủ ở ngoài quán để mà giữ quán chung với lại bà cố luôn Thì lúc đó cậu Tư của bạn cũng nghe lời Cũng đem cơm ra cho bà cố rồi bà cố cũng ăn uống ha Xong sau đó hai bà cháu cũng quần quần Mới dọn quán Rồi tới tối thì hai bà cháu đi ngủ Thì để Thi kể sơ qua về xung quanh quán tạp quát của bà cố Thì bà ngoại kể rằng á là xung quanh quán hoàn toàn á là không có vắng gì cả Cũng rất là đông nhà nha các bạn Kế bên cái quán của bà cố á là có nhà của một ông Mình gọi là ông A đi ông A này cũng đã lớn tuổi rồi ông A cũng có mấy người con tầm khoảng chừng 19 đôi mươi hai mươi mấy tuổi trai gái có đủ mà mấy người con gái á, là hay qua bên quán của bà cố để mà nói chuyện với bà rồi nhiều khi cũng phụ bà buôn bán cho nên bà cố rất là thương mấy người con gái của ông A ha thì cái ngày hôm đó đó là sau khi mà dọn quán vô hai bà cháu mới vô nằm thì cậu tư của bạn á là đã ngủ rồi nhưng riêng bà cố á thì chưa có ngủ được một hồi sau á thì bà cố mới thiêu thiêu từ từ vô giấc ngủ nhưng cái lúc mà đang thiêu thiêu vậy đó cái tự nhiên bà cố mới nghe tiếng khóc mà tiếng khóc này cứ thúc thích thúc thích thúc thích vậy đó thì lúc đó bà cố mới giật mình thức dậy xong rồi bà cố mới lắng tai nghe bà cố nghe tiếng khóc thúc thích thúc thích mà giọng là nữ thì lúc đó bà cố mới làm còm ngồi dậy ha Rồi bà cố mới đi ra phía trước Bà cố mới mở cửa coi coi là đứa nào mà ngồi ngoài khóc Thì khi mà bà cố mở cửa ra Thì bà cố nhìn thấy ở bên kia đường nó có một cái gốc cây to lắm Thì ở dưới gốc cây á là có một người Cái người này á là đang ngồi mà khóc nha các bạn Mà tiếng khóc là tiếng khóc con gái thì lúc đó bà cố mới hỏi rằng á đứa nào vậy bay nhưng mà cái người đó lại không có trả lời mà cứ ngồi khóc không thôi thì từ bên đây bà cố nhìn qua bên kia thì bà cố thấy rằng cái người này giống như là đang trùm một cái mền màu đen vậy đó do là lúc đó tối bà cố cũng không có thấy rõ lắm chỉ thấy là cái người này đang trùm một cái gì màu đen thì bà cố nghĩ rằng người đó đang trùm cái mền màu đen mà cái giọng đó là giọng con gái Mà ngồi đó khóc như vậy Thì bà cố cứ nghĩ rằng Cái người đó đó là cô Liên Con của ông A Kế bên quán của bà cố Thì bà cố mới hỏi rằng là Con hả Liên Con hả Sao mà giờ này á Mày ngồi ở ngoài đó mày khóc vậy Sao không vô nhà ngủ đi con Thì người đó cũng không trả lời bà cố Không có ngước mặt lên Bà cố cứ thấy người đó ngồi khóc vậy đó đó thì lúc này á bà cố hỏi mà người đó không trả lời thành ra bà cố mới đi ra mà lúc đó bà cố không có mang dép bà cố đi chân không ha thì khi mà bà cố đi ra bà cố mới hỏi rằng là sao vậy sao tao nói mà mày không trả lời à, mày đi chơi về trễ rồi bị ba mày chửi mày phải không thôi à, nghe lời tao đi vô nhà ngủ đi rồi có gì ngày mai á tao nói ổng cho ổng la vậy á chứ ổng thương mày lắm thôi nín đi con nín đi nhưng mà cái người này á cũng không trả lời luôn các bạn cũng không trả lời luôn mà cứ cúi cái đầu á cứ khóc khóc vậy đó thì lúc đó bà cố đi tới khi mà bà cố đi tới thì khi mà đến càng gần cái người này á bà cố cảm giác giống như là cái bàn chân của mình lúc đó bà cố không có mang dép thì bà cố cảm giác như là cái bàn chân của mình nó cứ nhám 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 lạ dữ lắm Bà cố mới dòm xuống thì bà cố thấy dưới chân bà cố có đen đen Thì bà cố nghĩ rằng mình đạp lên trên cái mền của cái người đó đang trùm Thì lúc này á bà cố cứ kệ bà cố đi vô luôn Bà cố nói rằng là tao nói mày nghe không Tao nói mày nghe không làm gì mà cứ ngồi khóc hoài vậy con Thôi nghe lời tao đi Nếu mà ổng đóng cửa rồi á thì qua ngủ chung với tao Rồi có gì á sáng mai tao nói tao nói với ổng cho ổng la nữa đâu Nghe lời tao đi nhưng mà cái người này cũng không ngước lên không trả lời gì cả các bạn thì bà cố mới thấy lạ bà cố lúc đó đi đến gần cái người này rồi bà cố mới rướn cái tay vậy nè tính để lên dai của người này tính dỗ á nhưng mà bà cố nói rằng á là rướn để lên không tới các bạn không tới không chạm được tới xong sau đó bà cố lại đi lại gần hơn lúc đó các bạn tưởng tượng cái người đó đang ngồi dưới gốc cây ngồi khóc còn bà cố đứng sát bên luôn đứng sát bên luôn nhưng mà bà cố tính đưa cái tay đặt lên vai của người này tính an ủi rồi đó nhưng mà mặc dầu sát bên như vậy mà vẫn không chạm được thì lúc đó bà cố thấy lạ rồi thành ra bà cố mới hỏi rằng mày là ai vậy lúc mà bà cố vừa hỏi xong ha thì người này bắt đầu ngước lên các bạn các bạn tưởng tượng khi mà người này ngước lên ha bà cố nhìn không hiểu sao lúc đó bà cố lại thấy người này rất là rõ là cái mặt của nó ha bà cố diễn tả giống như là ai á mà lấy cái đầu của người này nắm đầu xong rồi chà cái đầu người này xuống đường khiến cho cái mặt của người này á ta nói nó chày nát bét hết trơn mà trên mặt á là rịnh rịnh có những cái vết máu á các bạn rồi cái tóc của người này dài đến nỗi mà nó phủ hết nguyên cái người luôn cho nên mới nãy khi mà đứng từ xa bà cố cứ tưởng rằng người này đang chùm cái mền màu đen nhưng mà thật sự không phải là cái mền Mà đó là tóc của người này Và lúc đó bà cố mới nhận ra rằng á, Là mình đang đứng trên tóc của nó Hèn chi nãy giờ mình thấy nó nhám nhám Mình cứ tưởng là mình bước lên mền không à mà. mà ai về đó là tóc của nó Thì khi đó ha Bà cố nhìn thấy cái mặt người này thấy ghê quá cho nên bà cố của bạn mới hét lên, la lên rất là lớn rồi té xỉu luôn. Thì lúc đó hả là nó hả bắt đầu nó cho bà cố thấy mặt vậy đó xong rồi khi mà bà cố hét á là nó đã đứng phát lên rồi nó chạy ra nó biến mất tiêu bà cố của bạn á thì ngất xỉu thì lúc đó cậu tư đang ngủ trong quán cậu tư mới nghe tiếng bà cố hét cậu tư mới giật mình thức dậy dòm qua không thấy bà cố đâu cho nên cậu tư của bạn mới chạy ra phía ngoài thì thấy bà cố của bạn đang nằm giữa đường mà đang ngã sóng xoài vậy đó thì lúc đó ha ông A, gia đình của ông A cũng vậy do là nghe tiếng hét đó các bạn. Cho nên mọi người vậy, mọi người mới chạy ra thì thấy bà cố đang nằm sống xoài như vậy. Thành ra mọi người mới dìu bà cố vô trong quán. Xong rồi ông A mới kêu cậu tư của bạn bây giờ con chạy về con kêu má con ra. Nói rằng bà ngoại con á là xỉu, con chạy về lẹ đi con. Mà cậu tư nói trời ơi lúc đó công nhận cậu tư cũng ghen. Từ quán về nhà, tuy rằng chỉ có một cây số nó cũng gần nhưng mà hồi đó mà các bạn đâu có đèn đường đâu mà chạy về á từ từ nó cũng vắng tại vì vô á giống như là vô trong sâu hơn á thành ra vắng nhà mà cậu tư á là cứ chạy lẹ chạy lẹ về không sợ gì cả về tới nhà mới gọi ông bà ngoại ông bà ngoại mới lật đật chạy ra thì khi mà ra là bà cố xỉu rồi không có tỉnh nha các bạn cho tới sáng ngày hôm sau á thì bà cố của bạn mới tỉnh khi mà tỉnh thì bà cố mới kể lại cho mọi người nghe là thấy hôm qua vậy 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 đó Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do bà cố của bạn đã trải qua Do bà ngoại của bạn đã kể lại cho con cháu nghe Nghe cũng thấy ghê các bạn ha Tiếp theo là câu chuyện thứ hai Câu chuyện này là do bà ngoại của bạn đã trải qua Chuyện này xảy ra sau cái chuyện của bà cố tầm khoảng một thời gian cũng ngắn thôi thì hôm đó bà ngoại của bạn á Sau khi mà làm công chuyện xong xuôi hết cả rồi Thì bà ngoại của bạn mới ra phía trước Ở phía trước phòng khách đó là có một cái đi quăng Bà ngoại mới leo lên đi quăng đó Để mà nằm ngủ trưa một chút xíu Thì ở gian phía trước á Là có một cái bàn thờ Mà bàn thờ này á là bàn thờ quan thế âm bồ tát nha các bạn còn bên đây á, là bàn thờ gia tiên trong gia đình thì bà ngoại kể rằng khi mà bà ngoại của bạn đang nằm ngủ vậy đó cái tự nhiên bà ngoại nằm mơ trong cái giấc mơ bà ngoại nhìn thấy bức tượng quan âm trên bàn thờ á tự nhiên biết nói chuyện các bạn mà nói với bà ngoại rằng á là con ơi dậy đi dậy đi có con quỷ nó rình nhà con kìa thì khi mà nhìn thấy bức tượng quan âm nói giống như là quan âm nói với mình vậy đó thì lúc đó bà ngoại của bạn mới hết hồn mới giật mình thức dậy khi mà bà ngoại giật mình thức dậy á, thì theo cái quán tính bà ngoại mới nhìn ra ngoài ngay chỗ cái cửa chính á thì bà ngoại thấy rằng cái cửa nó đang hé hé ra và giống như là có ai mà đang đứng ở ngoài mà rình vậy đó thì lúc đó bà ngoại của bạn cũng gan dữ lắm bà ngoại mới ngồi bật dậy bà ngoại nhảy xuống đi quăng bà ngoại mới chạy lại đằng cái cửa bà ngoại mở toan ra thì bà ngoại thấy có một người đứng ở ngoài đó khi mà bà ngoại mở cửa ra thì cái người này mới bỏ chạy lúc đó bà ngoại cũng chần chừng biết là chạy theo không nhưng mà không bị hiểu sao lúc đó bà ngoại lại xây lại bà ngoại bưng nguyên bức tượng quan âm trên bàn thờ các bạn bà ngoại ôm bức tượng mà bà ngoại lại chạy theo cái người đó thì bà ngoại kể rằng nha trời ơi giữa trưa nắng mà bà ngoại thấy nó chạy nha mà nó vừa chạy mà nó vừa cười mà giọng cười đó là giọng cười đàn ông nghe thấy ghê dữ lắm thì bà ngoại của bạn cứ ôm bức tượng vậy nè cứ chạy theo và cái người đó cứ chạy nha một hồi sau bà ngoại nhìn thấy nha nó vừa chạy nó vừa cười mà cái tay của nó đó các bạn đang bình thường như người mình vậy nè thì khi mà nó chạy từ từ cái tay của nó dài thường thuộc thường thuộc ra bắt đầu cà lết cà lết trên cái nền đất vậy đó thì khi mà nó cứ chạy nó chạy cho tới một cái hố bơm xong rồi là nó biến mất tiêu luôn nó biến vô trong hố bơm á thì bà ngoại lúc đó không nhìn thấy nữa thành ra bà ngoại mới ôm bức tượng quan âm quay trở về nhà rồi đặt lại lên bàn thờ rồi nghĩ rằng có thể là quan âm cảnh báo mình cho nên bà ngoại đã thắp nhang để mà cảm ơn quan thế âm bồ tát các bạn thì sau đó bà ngoại mới kể lại cho mọi người trong xóm nghe lúc này là buổi chiều mọi người cũng dậy rồi thì khi mà kể là có một cái ông bảy ông bảy này cũng ở gần nhà ông bảy ở đó đã lâu rồi ông bảy kể rằng hồi đó ngay chỗ hố bơm đó đó là do mỹ nó dọi bơm á thì có một cái thằng đó là thanh niên cũng ở trong xóm đó nó chết mà nó chết ở trong cái hố bơm đó cái lúc mà người ta đem cái xác nó lên ha là cái phần trên nó thì còn mà cái phần dưới thì không còn các bạn thì sau khi mà cái người thanh niên này chết là cũng quấy phá dữ lắm người thanh niên này đã thành quỷ rồi thì ông bảy nói như vậy thì đó là cái câu chuyện thứ hai do bà ngoại của bạn đã trải qua tiếp theo là câu chuyện thứ ba câu chuyện này á, thì xảy ra vào năm 1986 thời điểm đó mẹ của bạn 17 tuổi mà tính tình của mẹ bạn á, là từ nhỏ tới lớn rất là gan dạ luôn các bạn giống như là không sợ ai không sợ không sợ trời không sợ đất không sợ ma quỷ gì cả thì ở trong vùng á, có một cái ông thầy ông thầy này á, là dạng như thầy pháp trừ tà với lại ổng là hay bắt mạch rồi hốt thuốc để mà cứu người chữa bệnh đó các bạn Thì ông thầy này thấy tính tình của mẹ bạn như vậy Cho nên ông đã nhận mẹ của bạn làm đệ tử Để mà ông dạy cho mẹ về cái cách trừ tà ma rồi đó các bạn Rồi cách hốt thuốc rồi đó ha Thì lúc đó đó ông có nhận thêm một người nữa là con trai Thì ông này chỉ nhận hai đệ tử mà thôi Ông này cũng đã cứu rất là nhiều người thì trong cái lúc mà đang dạy cho mẹ với lại cái người kia thì có một hôm đó là ở bên sớm bên á. Có người người ta mới chạy qua bên nhà của ông thầy này nè. Người ta mới nói với ông rằng là bây giờ người nhà của người ta đang bệnh rất là nặng. Nhờ thầy qua để mà thầy cứu dùm vậy đó ha. Thì lúc này á là ông thầy kêu á là thôi bây giờ về trước đi. Rồi có gì tôi chuẩn bị đồ rồi tôi đi là đi qua liền. Nhã đâu chỉ tôi vậy đó ha. Thì người đó chỉ xong mới về trước. Thì lúc đó ông thầy mới chuẩn bị đồ mới đi Lúc này là giữa trưa nha các bạn Thì khi mộng đi là ông đi bộ Cái lúc mà ông đang đi vậy đó Thì ông có đi ngang qua một cái cây bách Tự nhiên là ông thấy có vong ở trong cái cây bách này Mà cái vong này nói với ông thầy Nói một câu vậy nè các bạn Mày mà cứu nó là mày chết Nói với ông thầy vậy đó Thì ông thầy nghe vậy Ông cũng tản lờ, ông kệ nó Rồi ông mới đi thì ông cứu cái người kia Xong rồi rộng về ông cũng kể cái chuyện là khi mà ông đi cứu người ông thấy vong vong nói với ông mày mà cứu nó mà mày chết á thì ông cũng kể cho mọi người nghe trong đó có mẹ và cái người học đạo kia thì tầm khoảng chừng vài ngày sau tự nhiên ông học máu ông chết các bạn ông chết thiệt thì lúc mà ông chết mẹ thấy vậy á mẹ cũng không có theo ngày luôn mặc dầu mẹ cũng rành nhiều nha nhưng mà mẹ không theo nghề còn cái người mà học kia là con trai á, thì không biết là có theo hay không mẹ sau này cũng không có gặp lại người đó thì đó là cái câu chuyện thứ ba tiếp theo là câu chuyện thứ tư câu chuyện này á là dì hai của bạn á, là chị của mẹ mẹ của bạn thì thứ ba thì dì hai của bạn á lúc này lớn cho nên dì hai lấy chồng dượng hai của bạn tên là quyền thì dượng hai á là làm việc ở trong xã cho nên dượng hai á là cũng không có tin chuyện ma quỷ gì cho lắm nha các bạn thì sau khi mà dì dượng lấy nhau rồi á dượng hai có mua một cái mảnh đất mà mảnh đất này cái lịch sử của nó là trước đây của một đôi vợ chồng bà vợ tên là mỹ ông chồng á thì ổng đi làm đi mần mướn á các bạn ai mà kêu gì á thì ổng đi mần cái đó thì lúc đó bà mỹ này bả mang thai xong rồi bả sinh con thì khi mà sinh con đứa con tầm khoảng chừng 2 ba tháng rồi á thì hôm đó đó ông chồng buổi sáng đi làm thì sau này cũng có người làm chứng Người ta nói rằng ông chồng không có liên quan gì tới cái chết của bà Mỹ nha các bạn Thì cái ngày hôm đó ông chồng đi làm rồi bà Mỹ ở nhà Sau khi mà lo cho con xong xuôi hết rồi á Thì bà có đi ra ngoài Đi lên phía rừng á Thì bà có gặp mấy người trong xóm Hỏi rằng là mới chữa đẻ mà đi đâu vậy Thì bà Mỹ nói là hả Nhà không có đồ ăn Em đi hái nấm về để mà làm đồ ăn ăn thì lúc đó đó mấy người trong xóm người ta nghe vậy, xong rồi bà Mỹ mới vô rừng, bà hái nấm sao, bà hái nhầm nấm độc các bạn. Thì khi mà về bà ăn trước do là bà phải lo cho con mà thành ra bán cơm trước, thì bà ăn làm sao mà trúng độc bà chết tại chỗ luôn. Thì cái lúc mà người chồng đi làm về, á người chồng thấy bà Mỹ chết rồi lúc đó ổng sợ quá ổng cũng sợ chắc là ổng nghĩ người ta sẽ đổ thừa ổng là giết vợ cho nên cái ông này đã ảnh đứa con đi biệt xứ luôn không ai biết là ổng đi đâu cho tới khi màn sớm người ta qua thì người ta thấy bà mỹ này nằm chết rồi nha các bạn thì lúc này á kiếm ông chồng mà không có ai biết ổng đi đâu hết thì lúc đó là hàng xóm mới nói rồi vậy là nó ăn nhầm nấm độc nè khi mà người ta coi là cái nấm á là đúng thiệt là nấm độc cho nên lúc đó hàng xóm người ta mới chôn cất bà mỹ thì sau khi mà bà mỹ này mất rồi ha vong hồn của bả rất là quấy phá quấy phá dữ lắm các bạn có nhiều người người ta thấy bả vào buổi tối có nhiều người người ta thấy bả vào buổi trưa luôn nhiều khi trưa ban ngày ban mặt nắng trang trang vậy đó mà thấy bà mỹ bả đu trên cây á các bạn đu lủng lẳng lủng lẳng trên cây còn buổi tối thì người ta nghe cái tiếng bà hát ru con cứ ầu ơ, ầu ơ, dí dầu vậy đó. Thì người ta cũng đồn với nhau rất là nhiều. Xong sau đó cứ chuyện cứ trôi qua, trôi qua nhiều năm. Thì cho tới cái lúc mà vì dưỡng hai của bạn cưới nhau rồi á, thì lúc này cũng cần ra riêng. Cho nên á, là dưỡng hai của bạn á, mua lại cái mảnh đất của vợ chồng bà Mỹ hồi xưa thì cái lúc mua cũng nghe hàng xóm nói rằng là thôi đừng có mua cái chỗ đó chỗ đó là có cái bà đó hồi đó là bả ăn nấm độc bả chết á rồi bả quấy phá dữ lắm thôi đừng mua chỗ đó kiếm chỗ khác mà mua nhưng mà dưỡng hai của bạn á thì làm việc trên xã vô thần mà các bạn cho nên không có tin dưỡng hai nói rằng nó là ba chuyện tàu lao dưỡng hai không tin đâu thì dưỡng hai cũng mua cái mảnh đất này xong rồi dưỡng hai mới cất lên một cái căn nhà rồi hai vợ chồng vì dưỡng hai mới về đây ở thì khi mà về để ở thời gian đầu hoàn toàn không có thấy gì cả Ở rất là bình thường các bạn Mặc dầu xung quanh người ta nói nhưng mà riêng dưỡng hai không thấy Thành ra đấu tin người ta nói đâu Thì sau đó dì hai của bạn mới mang thai người con đầu tiên bạn gọi là chị bé ha Thì lúc mà dì hai của bạn sanh con á Mẹ của bạn á mới qua để mà nuôi dì hai của bạn dượng hai của bạn á, thì làm việc cho nên nó là nhiều khi vào ban đêm á, dưỡng hai không có ngủ ở nhà mà dưỡng hai sẽ cùng với lại mấy người mới trên xã là đi tuần xung quanh đó các bạn vào ban đêm là hay đi tuần lắm cho nên lúc này á chỉ có dì hai rồi em bé với lại mẹ của bạn á là ở nhà vào buổi tối thôi thì dì hai với lại em bé là ngủ ở trong buồn á các bạn mà buồn này á thì không có mở cửa mẹ của bạn á thì buổi tối ngủ ở ngoài mẹ nằm ở cái giường ngoài á chỉ cần nhìn vô là thấy gì hai với em bé ở trong thấy rất là rõ luôn thì mẹ kể rằng á là mấy ngày đầu nuôi dì hai á thì không có gì hết bình thường nhưng mà cho tới một đêm cái đêm đó đó mẹ leo lên giường cái tự nhiên đang nằm thiêu thiêu ngủ vậy đó cái mẹ mới giật mình thức dậy là tại vì mẹ nghe tiếng mở cửa thì lúc đó, đó mẹ mới nhìn qua thì mẹ thấy cái cửa nó bật mở ra thì mẹ cứ tưởng là dưỡng hai về nhưng mà không phải dưỡng hai về thì lúc này là mẹ mới nhìn vô trong buồn thì thấy rằng là dì hai đã cho chị bé bú xong rồi dì hai đang ngủ ở trong buồn á thì mẹ nhìn ra cửa mẹ không biết là ma hay là ăn trộm mà mẹ của bạn cứ tính tình gan dữ lắm cho nên mẹ đâu có sợ đâu mẹ mới hả là nghi ngờ các bạn không biết là ma ăn trộm thành ra mẹ mới tuột xuống giường mẹ mới lấy cái đèn dầu thời đó chưa có điện nha thì mẹ lấy cái đèn dầu á mẹ để gần ngay chỗ cái cửa rồi mẹ mới lấy một cái cây để mà mẹ đem lên trên giường mẹ để kế bên mẹ rồi mẹ rình thử coi sao thì khi mà mẹ rình á là một hồi sao một hồi sao cái tự nhiên á lúc đó mẹ gài cái chốt cửa trong rồi thì tự nhiên á là mẹ thấy nha cái chốt cửa cái đồ gài á các bạn từ từ á là nó gạt qua mà trong khi không thấy ai cả mà cái đồ gài nó gạt qua nó rớt xuống nó rớt sâu. xong cái cửa từ từ nó đẩy vô mà không thấy ai hết không thấy tay của người thò vô nữa cho nên cái lúc đó đó mẹ của bạn mới cầm cái cây mẹ mới nhào xuống mẹ mới hả là mở bật cái cửa nhìn ra ngoài không thấy ai hết trơn á thì mẹ mới nói rằng đó là Đụng má Đừng có vô đây nha Má ăn trộm là tao đánh chết mẹ Còn ma quỷ hả là tao đánh cho hồn siêu phát tán luôn Mẹ gan vậy đó Mẹ chửi vậy đó Ngon vô đây thử coi Tao đánh chết mẹ luôn Mẹ chửi thầy thì xong sau đó không thấy động tĩnh gì Mẹ của bạn lại đóng cửa Xong rồi lại leo lên giường nằm rình thử coi coi là nó có quay lại không Thì khi mà mẹ nằm mẹ rình hoài luôn tầm khoảng chừng hơn tiếng đồng hồ sau cũng không thấy động tĩnh gì cho nên mẹ tưởng rằng nó đã đi rồi nhưng sau đó mẹ mới buồn ngủ quá cái mẹ mới từ từ mẹ nằm đi ngủ luôn thì khi mà mẹ đang ngủ cái tự nhiên mẹ mới nghe tiếng của chị bé khóc oa 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 khóc quá trời khóc thì lúc này mẹ mới giật mình nhưng mà do lúc đó còn đang sơ ca đang mê ngủ các bạn thì mẹ mới nghe mẹ mới nghe cái tiếng của Vị hai á là ru con Âu ơ với dầu Với dậu với dâu Con ngủ đi con Âu ơ Ngủ đi con ngủ đi con Mà không hiểu sao nha Vị hai càng ru thì chị bé càng khóc 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 mà càng lúc càng lớn quá wow, 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 Khóc um sầm luôn Thì lúc này á mẹ mới nghĩ rằng là sao kỳ vậy Trời ơi chị hai mình ru mà nó cứ khóc hoài vậy trời Nó khóc hoài vậy trời Cái à, lúc đó mà hồi sau cái mẹ nhận ra rằng là ủa sao cái giọng này á giống như là giọng của dì hai nhưng mà cũng không có giống như là giọng của dì hai nó cứ lơ lớ nó kỳ lắm sao cái nhận ra không phải rồi cái lúc đó mẹ mới ráng mở mắt ra mẹ mới nhìn vô trong buồng thì mẹ thấy rằng dì hai của bạn đang nằm dưới đất ở trên giường có một người đàn bà đang ôm chị bé đó đang đưa qua đưa lại ầu ơ ngủ đi con ngủ đi con ngủ đi con ầu ơ với dầu với dầu ngủ đi con Trời ơi lúc này á mẹ mới ngồi bật dậy Xong rồi mẹ mới chạy vô trong buồng Mẹ mới giật đứa nhỏ lại Thì khi mà mẹ giật chị bé lại á Thì cái bà đó bà mới liếc quắt qua vậy nè Bà hỏi Bà nói mới nói Trả con cho tao Trả con cho tao Bà nói vậy đó Thì mẹ lúc đó là vừa ảnh chị bé Mà vừa lùi lại Mới liếc xuống nhìn thấy gì hai nằm dưới đất vậy đó Không có nhúc nhích gì hết Thì mẹ mới lùi lại ngay chỗ cái cửa là có cây chổi á các bạn thì lúc đó là mẹ chụp cái chổi mẹ vừa ôm chị bé vậy nè mà mẹ vừa cầm cái chổi mẹ vừa quơ má mày má mày mình đi ra không đi ra không thì lúc đó là mẹ đoán có thể là dưỡng hai của bạn cũng đang tuần tra gần nhà cho nên mẹ thử mẹ kêu đại thử coi làm sao thì mẹ vừa quơ cây chổi mà mẹ vừa nói anh quyền ơi anh quyền anh quyền ơi có lần đây không anh quyền ơi thì hơn làm sao lúc đó dưỡng hai của bạn á là đang đi tuần cách nhà tầm khoảng chừng ba bốn căn thôi dưỡng hai mới nghe tiếng la của mẹ trong đây dưỡng hai mới chạy dạ về dưỡng hai đạp cái cửa xong vô thì khi mà nghe tiếng cửa ngoài đây á là mẹ thấy cái bà này á phóng ra ngoài cửa sổ rồi mất tiêu luôn các bạn thì sau đó đó ha dưỡng hai mới vô cái à, mẹ mới nói rằng là có người vô tính ẩm em bé ru em bé vậy đó mà mẹ biết là ma tại vì mặt mày thấy ghê tóc dài lắm xong rồi mới dìu dì hai của bạn dậy thì khi mà dìu dì hai dì hai ngơ 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 vậy nè sau đó đó mới dọn đồ mới đưa qua bên nhà của bà ngoại của bạn á để cho dì hai với em bé qua nhà ngoại luôn thì cho tới sáng ngày hôm sau khi mà dì hai tỉnh táo rồi dì hai mới kể lại dì hai nói rằng đó là dì hai đang ngủ tự nhiên thấy có bóng đen đi vô mà khi mà dì hai thấy vô dì hai cứ tưởng là mẹ của bạn không à Nhưng mà một hồi sau dì hai thấy á, là không phải là mẹ Mà cái người đó tóc dài mà mặt mày thấy ghê lắm Mà không có kể rõ cái mặt sao chỉ nói là cái mặt thấy ghê thôi Thì sau đó cái bà này á, mới đạp dì hai của bạn Rớt xuống đất nằm dưới đất á, Mà dì hai nói rằng khi mà dì hai nằm xuống đất dì hai thấy Bả ảnh chị bé lên xong rồi bả cứ ầu ơ với dầu ầu ơ với dầu vậy đó mà dì hai á ta nói mình mẩy tay chân cứng ngắc không làm gì được cả cứ nằm đó mà dòm bả xong rồi khi mà mẹ chạy vô á thì dì hai ngất xỉu luôn là dì hai á, hả không biết gì luôn nha các bạn thì sau đó khi mà nghe kể vậy á, hả dì dượng hai đã quyết định bỏ cái căn nhà đó luôn các bạn rồi á, hả là mới à, sau này nữa Ban đầu thì ở chung với bà ngoại đỡ Sau này mới mua một cái miếng đất khác Rồi cất cái nhà khác lên ở Còn cái nhà đó là bỏ luôn nha Bỏ một thời gian cũng rất là nhiều năm Cho tới mấy năm trước thì có người là người ta đến đây Để mà người ta mua lại Mà người này thì là người khứ, xứ khác đến Chứ không phải là người trong cái xứ đó thì người ta mua lại người ta cất nhà lên rồi không biết là người ta có thấy gì không nhưng mà về cái bà mỹ này á thì tới tận bây giờ bà vẫn còn Bạn nói rằng á là những người mà ở tây ninh thì cũng quên có quên ghi ra cái cái tỉnh cái quê chính xác của bạn rồi là hả bạn nói rằng là cái người nào mà ở tây ninh á thì chắc chắn là sẽ biết cái bà Mỹ này tại vì là bà tồn tại cũng rất là nhiều năm rồi các bạn thì hả nếu mà hả, ai mà lớn tuổi mà ở đó lâu á chắc chắn sẽ biết cái bà Mỹ này các bạn ha thì đó là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua tiếp theo là chuyện do mẹ của bạn đã trải qua nữa thì sau này á là tầm khoảng chừng mấy năm sau lúc này dì dưỡng hai của bạn đã mua một cái mảnh đất khác cất lên một cái căn nhà nhỏ nhỏ để gia đình ở thì cái nhà của dì dưỡng hai cách nhà của bà ngoại bạn á là tầm khoảng chừng là chưa tới một cây số cách một cái khoảng đất trống mà trong cái khoảng đất này á người ta trồng cây ăn trái rất là nhiều các bạn thì lúc đó đó Vì hai của bạn mới sinh thêm người con nữa Thì kỳ này mẹ của bạn cũng qua nuôi Nhưng mà buổi tối thì mẹ không có ngủ lại Mà buổi tối là mẹ sẽ về Để mà chăm bà ngoại của bạn Tại vì lúc đó là bà ngoại của bạn đang bị bệnh Thì mẹ từ từ nào giờ mẹ gan lắm Mẹ không sợ gì hết Cho nên đó là cái hôm đó trước khi về á Thì dưỡng hai của bạn mới nói với mẹ rằng là Để bữa nào á Tao nhát ma mà mày để coi mày sợ không thì mẹ mới nói trời ơi tôi đâu có sợ ông nhát làm gì kia mất công gì ông rảnh quá vậy thì xong sau đó giữ hai đi trực trước đi tuần trước còn mẹ ngồi một chút nữa thì mẹ mới về sau thì cái ngày hôm đó chăng rất là sáng các bạn mẹ kể rằng là khi mà mẹ đang đi á là mẹ vừa ra khỏi nhà của dì hai tầm khoảng chừng hơn 10 mét thôi thì mẹ thấy có một người đang đứng giữa đường giống như là muốn chặn đường mẹ vậy mà cái con đường đi thì nó nhỏ nó không có lớn hồi đó mà các bạn thì cái người này đứng giữa đường nha mà từ xa mẹ thấy cái người này đang thui thù lùi thôi lúc đó tại vì mới nãy là dưỡng hai của bạn Gẹo mẹ nói rằng bữa nào tao hù ma để coi coi mày có sợ hay không thì mẹ cứ nghĩ rằng là ông Dượng hai này ổng đi trước mới nãy bây giờ ổng ra đây ổng gẹo mình nè thành ra mẹ mới la mẹ nói rằng là ông quyền hả ông quyền á tôi không có sợ đâu trời ơi quỷ mà tôi còn chưa sợ chứ nó huống gì là ma nhát tôi chi mất công ông ơi thôi đi 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 đi, đi tuần đi ở đây lo hả gẹo tôi làm gì thì mẹ la vậy nhưng mà người này á không nhúc nhích gì cả mà cái lúc đó đó là người này đang đưa cái lưng về hướng mẹ mẹ chỉ thấy phía sau lưng thôi nha các bạn thì lúc này á là người này không có nói năng gì cả mẹ mới bước tới gần khi mà mẹ bước tới gần mẹ mới dỗ dai người này cái mẹ nói rằng là ông quyền hả chọc tôi hả thì lúc đó cái người này mới quay lại mà khi mà người này quay lại á thì mẹ cũng hơi giật mình mẹ thì không có sợ ma quỷ nha các bạn mẹ hơi giật mình chút xíu là tại vì khi mà nó quay lại thì cái tóc của nó đó các bạn quơ trúng cái mặt của mẹ luôn thì khi mà tóc của nó trúng cái mặt của mẹ mẹ nói rằng là từng sợi tóc của nó rất là lạnh Quất lên trúng vô cái mặt của mẹ. Ta nói cái mặt của mẹ lạnh ngắt luôn. Thì khi mà nó quay lại ha. Là mẹ thấy á cái mặt của nó không có máu me gì cả. Nhưng mà trên cái chán của nó u lên một cục dần dần. Giống như cái con cá là háng vậy đó. Bự ơi là bự luôn. Còn cái càm nó là nhọn quắt. Tốt ở dưới gần chạm đất luôn các bạn. Thì khi mà nó quay lại ha. Mẹ mới nói vậy nè. Ơ, à, này là quỷ nè là mẹ buộc miệng ra mẹ nói như vậy thì lúc mà mẹ nói vậy á là nó vụt nó chạy nó bỏ nó chạy vậy đó lúc đó mẹ tính chạy theo thì có hai người là bạn với lại dượng hai của bạn lúc đó cũng đang đi tuần á các bạn không có dượng hai nha thì hai người này thấy mẹ mới chạy lại hỏi rằng á là ủa sao giờ này đứng đây thì mẹ nói rằng á là em mới thấy quỷ em mới thấy quỷ em đang tính rượt theo nó thì gặp hai anh thì hai cái chú này khi mà nghe hai chú cũng tin hai chú cứ tưởng rằng là mẹ có thể là nhìn thấy bon bót nó trốn qua hoặc là thấy ăn trộm thành ra hai chú này mới rượt theo mẹ của bạn á là cũng cầm cúi xuống kiếm cái cây cũng cầm cây rượt theo các bạn mà chạy hoài chạy hoài không thấy sau đó gặp thêm hai người nữa cũng đang đi tuần ở chỗ khác thì khi mà gặp hai người đó mới hỏi rằng có thấy thằng nào chạy qua không thì hai người đó nói đâu có nãy giờ đi tuần đâu có thấy ai chạy qua Đâu thấy ai đâu thì lúc đó là hai chú kia mới tin rằng có thể là mẹ đã nhìn thấy quỷ các bạn Thì đó là chuyện do mẹ của bạn đã nhìn thấy Tiếp theo là chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại thì lúc này á bà ngoại của bạn vẫn chưa có chồng chưa có sanh ra mẹ đâu nha các bạn thì bà ngoại kể rằng hồi xưa á là hả bà cố với lại bà ngoại á là hay đi buôn lắm mà đi buôn là dạng trao đổi hàng với lại là mấy người bên Campuchia đi đường biên giới qua nha các bạn thì bà cố là chuyên môn lấy vải vải mai quần áo mà mấy cái người cam thì người ta thích những cái vải nào mà sặc sỡ người ta không có quan tâm tới cái độ bền của vải mà người ta chỉ quan tâm tới cái độ sặc sỡ càng nổi thì người ta càng khoái thì bà cố của bạn nắm được cái ý thích của người ta cho nên bà cố toàn là lấy những cái vải mà sặc sỡ để mà đem qua đó xong rồi đổi hàng với người ta rồi khi mà đổi cái hàng đó mình đem về đây mình bán lấy tiền rồi mình sẽ mua vải sặc sỡ rồi cứ tiếp tục như vậy đó thì bà cố với bà ngoại là từ nào giờ đó là đi buôn theo kiểu như thế ha thì cái ngày hôm đó đó là có một cái ông ông này cũng gần trong xóm á Ông này mới xin với bà cố nói rằng á là à chị chị không mấy giờ á chị dẫn tôi qua bên cam đi. À để tôi coi coi chị làm ăn sao, tôi muốn học hỏi vậy đó, tôi cũng muốn đi làm giống chị vậy đó thấy làm được. Thì bà cố cũng đồng ý, bà cố mới nói rằng á là ừ, để bữa nào tôi đi á thì tôi kêu chú đi theo với tôi. Xong rồi ha, tới cái bữa đi á thì do là bà cố của bạn từ nào giờ đi nhiều cho nên nó là cũng quen với lại bên đó dữ lắm. Thì lúc mà đi á bà cố đã dặn cái ông này rất là nhiều Là khi mà qua bên đó là tuyệt đối không được lấy cái gì của người ta Hoặc là những cái kiên kỵ của người ta Bà cố dặn cái ông này hết luôn Thì ông này cũng ờ ờ ờ dạ dạ tôi biết rồi ha Nhưng mà khi qua bên đó thì không biết á là ông làm cái gì đó Cho tới cái lúc về á thì tự nhiên có một người là người cam Thì cái người này á là mới cầm một cái trái chuối Xong rồi á là mới lại ngay trước mặt của bà cố với là cái ông này Hai người đi chung với nhau có bà ngoại của bạn nữa Thì người này mới bẻ đôi cái trái chuối Đưa cho bà ngoại nửa trái Ông đó nửa trái Kêu rằng trên đường có đói thì ăn Thì lúc đó bà ngoại cũng cầm Nhưng mà bà ngoại suy nghĩ rằng là Ủa bình thường đâu có vậy đâu ta Sao tự nhiên hôm nay cái người này lại cho mình chuối kỳ vậy Thì bà ngoại cũng nghĩ tới đó Thì bà ngoại mới bỏ qua trái chuối qua một bên xong rồi trên đường về á thì bà ngoại không có đụng tới cái chuối đâu nhưng mà cái ông này á thì ổng thấy cái chuối vậy đó nửa cái chuối vậy đó thấy cũng ngon cho nên ổng mới hả là lột vỏ ông ăn các bạn thì khi mà ổng ăn cũng bình thường xong rồi khi mà về á khoảng chừng 2 ba bữa sau á thì tự nhiên á ổng mới hay cái tin à, bà ngoại bà cố của bạn mới hay cái tin là cái ông này bị bệnh cho nên bà cố mới qua bà cố coi thì thấy rằng cái người của ổng á các bạn nó lở loét hết trơn luôn máu mũ tùm lum hết trơn thấy ghê lắm thì lúc đó đó bà cố mới hết hồn mới hỏi ủa chú sao vậy trời đất ơi bữa chú đi chung với tôi chứ đâu có bị gì đâu sao nay chú bệnh gì thấy ghê vậy đi khám chưa thì ông này mới nói rằng đó là trời ơi à, tôi không biết làm sao nữa chị ơi sao tự nhiên đó là bữa tôi về cái tôi bị lở lét tới giờ luôn vậy nè tôi bị hả là à, bữa về xong qua hôm sau là bị á thì lúc đó vợ của ổng có hỏi ổng là có ăn uống gì bậy bạ không thì ổng lắc đầu nó không có, không có ăn uống gì bậy bạ hết. Thì lúc mà bà cố hỏi ổng á thì bà cố hỏi rằng á là có khi nào á là chú có lấy cái đồ gì của người ta bên đó hay không thì ông này nó không. Em đâu có lấy đồ gì tôi đâu có lấy đồ gì. Hôm trước về á thì người ta cho tôi nửa cái chuối chị nửa trái thì tôi ăn nửa cái chuối đó thôi. Còn ngoài ra tôi về tôi ăn uống bình thường chứ đâu có hả là uh, ăn gì bậy với lại tôi cũng đâu lấy đồ gì của người ta đâu. Lúc đó bà ngoại, bà cố mới nghi rồi. Cho nên á là bà cố mới đi qua bên cam nha các bạn thì hồi đó mà đường xá cũng xa xôi. Thành ra khi mà đi cũng mấy ngày mới tới. Thì bà cố mới qua bên đó bà cố gặp cái ông già làng bên đó do là buôn bán cũng lâu năm rồi bán đồ cũng uy tín thành ra bà cố quen với ông già làng này thì khi mà qua bà cố mới nói với ông già làng rằng á là cái cái ông mà bữa đi chung với tôi là bây giờ tự nhiên ông bị lỡ lét như vậy như vậy đó mà trước đó khi mà về á là có ăn à, nửa trái chuối hôm đó về có người lại bẻ trái chuối bẻ nửa trái cho tôi một trái ông kia cho tôi nửa trái ông kia nửa trái thì hỏi ông già làng có biết làm sao không thì ông này mới nói vậy là cái thằng đó nó lấy cái gì của người ta rồi cho nên nó là người ta yến nó rồi đó thì thôi bây giờ á là hả về á bà về bà kêu nó đem trả cho người ta đi rồi có gì xin người ta gỡ yếm cho thì lúc đó bà cố của bạn mới tức tốc về liền khi mà về á không kịp các bạn ông này chết rồi ông chết rồi ông chịu không ông chết rồi thì lúc này á bà vợ của ông mới đem ra một món đồ mà lâu quá rồi á thì bà ngoại cũng quên thì bà vợ của ông mới đem ra một món đồ nói rằng là trước khi chết á ổng đưa cái món đồ này ổng nói là lỡ cầm của người ta lỡ ăn cắp của người ta mà ai chè đâu người ta là yếm như vậy thì mặc dầu ông này chết nhưng mà bà cố của bạn khi mà đi buôn á cũng đem cái món này để mà trả cho người ta lại các bạn thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại đã xảy ra rất là lâu rồi thời mà trước năm 1975 trước khi mà À, mấy gì mấy cậu ra đời nữa các bạn thì hôm nay thi đã kể xong 6 câu chuyện của bạn nam ở hóc môn rồi các bạn những câu chuyện này rất là hay các bạn ha và cũng cho chúng ta có nhiều bài học kinh nghiệm nhất là cái câu chuyện cuối á, mình đừng bao giờ cầm món đồ gì của người ta mình ăn cắp thà người ta cho mình chứ mình ăn cắp á, lỡ mà người ta yếm mình một cái rồi chết như ông này á, thì rất là thương tâm các bạn ha cho nên mình cũng rút được kinh nghiệm phần nào các bạn ha thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1386 rồi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1387 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào